Mà chúng ta thấy này, một người hút thuốc lá thì thường họ sẽ không có thể nào nhịn nổi 2 ngày hết. Có nghĩa là từ 24 đến 48 tiếng hồ sau khi mà họ ngưng cái điếu thuốc lá là họ sẽ phải hút trở lại thôi. Tại vì sao như vậy? Khi mà người ta hút thuốc lá đó, sau 7 giây ấy, thì nicotine nó lên não, nhưng mà trong quá trình họ hút đó hàng ngày á, thì nicotine nó vẫn tiếp tục nó được hít vào trong cái cơ thể và nó làm giữ cho cái nồng độ nicotine ở trong máu nó ổn định. Nhưng mà khi người ta ngừng á, thì cái nicotine nó tụt xuống dưới cái ngưỡng mà ngưỡng thèm, nó làm cho người ta sẽ không có chịu nổi. Và đó nó gây ra cái hội chứng cai. Cái hội chứng cai nó rất là nhiều cái triệu chứng khác nhau, tùy từng người khác nhau. Có người á thì hội chứng cai nó sẽ biểu hiện ở cái cảm giác gọi là thèm, có người thì nó là bứt rứt kích thích, có người thì hồi hộp đánh trống ngực, có người thì mất ngủ hoặc là ngủ nhiều. Thì những cái triệu chứng đó nó diễn ra rất là đa dạng và phức tạp, nhưng mà nhìn chung á thì khi mà người ta ngưng thuốc lá thì tất cả các cái triệu chứng của đói thuốc nó sẽ xuất hiện, và đó chính là điều làm cho người ta sẽ phải hút thuốc lá trở lại. Thank you.